chúng sanh thế giới các thằng bởi nhờ thọ thực sanh năng mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Bình lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tập sớm đoạn tận khổ tái sanh luân hồi. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào Quỳnh Kinh. Kính chào Karuna, kính chào Tàm Quý, mến chào Duyên, mến chào Thi Lâm, chào Xích Thiện Vũ, mến chào Xích Hồng Mai, mến chào Trăng Thư, mến chào Kim Nhung, Xích Kim Nhung, kính chào Hoa Vô Thường, kính chào chị Meta, mến chào Xích Tâm Hương, mến chào Hạnh Dung, kính chào Duyên Sanh Duyên Diệt. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, dạ bây giờ thì cũng vừa đúng giờ. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời Quỳnh Kinh đăng đàn để điều hợp chương trình học ngày hôm nay ạ. Nam mô Bích Thà Giá, Quỳnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh? Dạ, sa thú. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh ạ. Dạ, Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca. À, kính lễ Sư Trí Đức, thân chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học Vì Pháp, phần cuối, ngoài cõi. Quý vị Đức học ở đâu rồi quên. Kỳ Đức học ở đâu, cô Nhật Quỳnh cho biết nha. Xong ngủ tình cư luôn hả? Xong hết luôn nha, xong ha, ok, rồi. Rồi, bây giờ đây, trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tấm tắc. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivadayami Svakkhato Bhagavata Mo Dhammaṃ Namassami Sabbadibbano Bhagavato Savakasangho Sangham Namami Sama Sambuddhamatulam Sasattham Magaluttamam Abhivadiyapasissang Abhidhammatasangham. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giác pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Một thầy ạ, đặt một thầm bài ạ, một sáng kia. Giờ mời cô Nhật Quỳnh post bài, mời tất cả quý vị quan hệ cùng nhau đọc trước khi vào bài học ha. Xin mời. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ cô, cảm ơn cô Kim Nhung cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ con kính đảnh lễ thầy Kinh. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Phu mỹ cõi Brahma Parisaccha Brahma Purohita Maha Brahma Chà Tí Bá Tha Mách Chà
Na phù mi ba ta pha ap ba ma na pha a phát sa ra cha đi đu ti dắt cha Na phù mi ba rít ta su pha ap ba ma na su pha su pha kinh na cha tí ta tí dắt cha Na phù mi Quê hấp phá là á sân nhá sát ta Suốt thà hoa xa Chà tí chát tốt thách chà Na phù mì tí Rù ba quá chá ra phù mì sô La sa quý thà Hồ tí á quý hà Á tập ba Suốt đát xì Suốt đát xà Á ca nít thà cha tí suốt thà hoa sa phù mi bành cha quy thà hồ tí cảnh sắc giới có 16 là một cảnh sơ thiền tức phạm chúng thiên phạm phủ thiên và đại phạm thiên hai cảnh nhị thiền tức thiểu quang thiên vô lượng quang thiên và quang âm thiên ba cảnh tam thiền tức Thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. 4. Cảnh tứ thiền, tức quảng quả thiên, vô tưởng thiên và phước sanh thiên. Cảnh phước sanh thiên chia làm 5 phần là vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, sắc. Cứu cánh thiên a ca sa nành cha giá ta na phù mi huỳnh nhà nành cha giá ta na phù mi a kinh nành cha chanh nhà giá ta na phù mi nề quá sành nhà na sành nhà Giá ta na phù mi cha tí a ru ba phù mi cha túc bi thà hồ tí. Cảnh vô sắc giới có 4 là 1. Không vô biên xứ thiền 2. Thức vô biên thực biên xứ thiền 3. Vô sở hữu xứ thiền 4. Phi tưởng Sứ thiền Bú thuốc cha na Na lắp phần tí Suốt thà hoa xê Sú sắp ba thà Sô ta bành na Cha sắc ca đà gà mi nô Cha bí búc ra là A ri già nô ba lắp Phần tí A sành nhà ba Giá phù mi su xê, sát thà nê, su lắp phàn tí, a ri già, na ri già, bi cha y đa mét, tha phù mi cha túc căng. Trong mọi trường hợp, các bậc nhất lai, dự lưu và hạng phàm nhân không tái sanh vào cảnh phước sanh thiên, suốt Đa xa cũng gọi là ngũ tịnh cư. Trên đây là 4 cảnh giới sinh tồn. Dạ con đã đọc xong. Con kính cảm ơn thầy kinh cùng đạo tràng. Dạ con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức. Con xin kính đảnh lễ quý chư tăng. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính đảnh lễ thầy kinh, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài ngày hôm nay ạ. Phù mỹ rầm má thà ví sát trà, rầm má phú rô khí tà, má hà rầm mà trà tí phá thá mát, trà ná phù mỹ tá rít tà, áp thá mà nà phà, à. Xá là trà tí, đú tí dắt
cha na phù mi parit ta su pha áp tha ma na su pha su phát kim na cha tí ta tí chắc cha na phù mi đề hát phá là á sành nhã sát ta sút tha và sa cha tí cha tút tháp cha na phù mi tí phù pha vá chá rá phù mí sô lá sáo ví tha hồ tí á ví hà á tát tà sút đắc tì sút đắc tà á cá nít thà chà tí sút thà và xá phù mí thành chá ví tha hồ thí sắc giới có 16 là một cảnh sơ thiền tức phạm chúng thiên phạm thủ thiên và đại phạm thiên, hai cảnh nhị thiền tức thiểu quang thiên vô lượng quang thiên và quang âm thiên, ba cảnh tam thiền tức thiểu tịch thiên vô lượng tịch thiên biến tịch thiên, bốn cảnh tứ thiền tức quảng quả thiên vô tưởng thiên và phước sanh thiên. Cảnh phước sanh thiên chia làm năm phần là vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, sắc cứu cánh thiên, à cà xà nành trà, giá tá ná phù mí, vinh nhà nành trà, giá tá ná phù mí, à kình trành nhà, giá tá ná phù mí, mê vá sành nhà, nà sành nhà, giá tá ná phù mí trà tí, á rù phá phù mí, cá túc bí thà hồ tí. Cảnh vô sắc giới có bốn là một không vô biên xứ thiên, hai thức vô biên xứ thiên, ba vô sở hữu xứ thiên, bốn phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Phú thúc chá nà ná lắp phần tí xuất thà và xề xú sắp tá thà sô thà bần nà chá xá cá tà gà mí nô trà tí phúc chá là á rí gà nô phá lắp thành tí á sành nà thà giả phù mí xú xê sắp thà nề xú lắp thành tí á rí gà ná rí gà bí chá ý đá mét thá phù mí chá tức căng. Trong mọi trường hợp các bậc nhất lai, dự lưu và hạng phàm nhân không tái sanh vào cảnh phước sanh thiên, xuất thà xà, cũng gọi là ngũ tịch cư. Trên đây là bốn cảnh giới sinh tồn. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính chào và quý chư tăng và cùng các cô tư nữ, kính chào thầy kinh, kính chào các bạn đạo hữu. Con xin đọc ạ. Phu mí cõi pa ma pa ri sát cha pa ma bu ho ro hi ta ma ha pa ma cha tí pa tha ma cha na phu mí pa ri ta pha ap pa ma na pha a phát xa là trà tí đu đi dắt trà ná phù mí pa ri ta su pha ấp pa ma ná su pha kin na trà tí ta đi dắt trà ná phù mí quê hấp phá là á xanh nhá sát tà sút đà hòa xà trà tí chá tút thắt chà ná phù mí tí rù bà quá chá rá phù mí sô lá xá quý thà hồ tí á quý hà á tắp bà sú đá xì sú đá xì á cá nít thà chà tí sú đà hòa xá phù mí tành chá quý thà hồ tí. Cảnh sắc giới có 16 là một cảnh sơ thiền tức phạm chúng thiên phạm phụ thiên và đại phạm thiên, hai cảnh nhị thiền tức thiếu quang thiên vô lượng quang thiên và quang âm thiên, thứ ba cảnh tam thiền
tức thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Thứ tư cảnh tứ thiền, tức quảng quả thiên, vô tưởng thiên và phước sanh thiên. Cảnh phước sanh thiên chia làm năm phần là vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, sắc cú cánh thiên. Akasa nancha yatana phù mí, win nha nancha yatana phù mí, akin chanh nha yatana phù mí, nê quá sanh nha na sanh nha yatana phù mí chà tí, á ru pa phù mí, chát túc bí tha hồ tí. Cảnh vô sắc giới có bốn là: một, không vô biên xứ thiên; hai, thức vô biên xứ thiên; ba, vô sở hữu xứ thiên; bốn, phi tưởng phi tưởng xứ thiên. Pú thúc chá nà ná lát phàn tí, xuất đà hòa xề xú, sát bát thà, sô tà bà nà, chá sát cá đà gà mi nô chà tí. Phúc gá là Ariya no palat phan tí, á rành nhà bà giá phu mi xú, xê sát thà nề xú, lát phan tí, Ariya nariya pi chá, y đát nét thá phù mi, chá túc cà. Trong mọi trường hợp, các bậc nhất lai, giữ lưu và hạ phạm, tái sanh vào phước sanh, xuất đa xa, cũng gọi là ngũ tịnh cư. Trên đây là bốn cảnh giới sinh tồn. Dạ, xin hết ạ. Con xin xuống mic cạnh. Xin mời vị tiếp. Cảm ơn các đạo hữu. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh, dạ, cảm ơn Thiện Hữu. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con đảnh lễ tư chín đảnh lễ, kính anh chị trong đạo tràng. Dạ, con thấy cái bàn tay của chị Nhật Huỳnh, nhưng mà không biết chị Nhật Huỳnh không lên, thành ra em xin phép lên trước. Dạ, con xin đọc ạ. Phù mít cõi Brahma Parisaccha Brahma Purohita Maha Brahma Chatibhathamaccha Nafu Mi Barita Fa Appamana Fa Afasara Chatidutiyaccha Nafu Mi Barita Suffa Appamana Suffa Suffakinna Chatitatiyaccha chà na phù mi quê hấp pha là a sành nhát sát tà sút thà hòa xà chà ti cha tu thách chà na phù mi ti rù bà quá chà ra phù mi sổ lát sát vi thà hồ ti a vi hà a tắp bà sút đá xì sút dasa akanitha cha tisuttha wa sa phù mi bành cha vi tha hồ ti. Cảnh sắc giới có 16 là: một, cảnh sơ thiền, tức phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên; hai, cảnh nhị thiền, tức thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên; ba, cảnh tam thiền, tức thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên; bốn, cảnh tứ thiền, tức quảng quả thiên, vô tưởng thiên và phước sanh thiên. Cảnh phước sanh thiên chia làm năm phần là: vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, sắc cứu cánh thiên.
A ca sa nành trà gia ta na phù mi quỳn nhà nành trà gia ta na phù mi à kìn trà nhà gia ta na phù mi nề qua sành nhà nà sành nhà gia ta na phù mi trà tia rù ba phù mi cha túc bi thà hồ tí. Cảnh vô sắc giới có bốn là: một, không vô biên xứ thiên; hai, thức vô biên xứ thiên; ba, vô sở hữu xứ thiên; bốn, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Bu thu cha na na la phản ti su thà hòa sề su sát bát thà sổ tà bành nhà cha sát ca đà gà mi nồ trà bi bút ga là ari già nổ ba la phản ti a sành nhà bà gia phủ mi su sề sát thà nề su la phản ti ari già na ri già bi cha i đa mét tha phủ mi cha túc cằn. Trong mọi trường hợp, các bậc nhất lai dự lưu và hạng phàm nhân không tái sanh vào cảnh phước sanh thiên xuất thà xà, cũng gọi là ngũ tịnh cư. Trên đây là bốn cảnh giới sinh tồn. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con có sai xin thầy chỉ giúp. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ chư tôn đức tăng ni, con kính chào thầy kinh, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Meta, sư Tinh Vũ, cô Kim Nhung đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài Phù Mỹ Cõi Brahma Barisacha Brahma Purohita Maha Brahm Ma Cha Ti Pa Tha Ma Cha Na Phu Mi Parit Ta Pha Ap Pa Ma Na Pha A Pha Sa Ra Cha Ti Du Ti Yat Cha Na Phu Mi Parit Ta Su Phu. Dạ con xin đọc lại. Parit Ta Su Pha Ap Pa Ma Na Su Pha Su Pha Kinh Na Cha Ti Ta Ti Yat Trà Na Phù Mi. Quê Ha Pha La A San Nha Sa Ta Su Tha Hoa Sa Cha Ti Cha Tốt Tha Trà Na Phù Mi Ti Rù Bà Hoa Cha Ra Phù Mi So La Sa Vi Tha Hồ Ti A Vi Ha A Tắp Bà Sút đá xì, sút đá xà, a ca nít thà già tí sút thà hoa, sa phù mi bành cho quý thà hồ tí. Cảnh sắc giới có 16 là: một, cảnh sơ thiền tức phạm chúng thiền, phạm phụ thiền và đại phạm thiền; hai, cảnh nhị thiền tức thiệu quan thiền, vô lượng quan thiền và quan âm thiền; ba, cảnh tam thiền tức thiệu tịnh thiền, vô lượng tịnh thiền, biến tịnh thiền; 4. Cảnh tứ thiền tức quản quả thiền, vô tưởng thiền và phước sanh thiền. Cảnh phước sanh thiền chia làm 5 phần là: vô phiền thiền, vô nhiệt thiền, thiện hiện thiền,
thiện kiến thiền, sát cứu cánh thiền. A ca sa nan cha yatana phu mi vin nha nan cha yatana phu mi a kin chan nha yatana phu mi ne wa san nha na san nha yatana phu mi cha ti a ru ba phu mi cha tu pi tha ho ti. Cảnh vô sắc giới có bốn là: một, không vô biên xứ thiền; hai, thức vô biên xứ thiền; ba, vô sở hữu xứ thiền; bốn, phi tưởng phi tưởng thiền. Trong mọi trường hợp, các bậc lai, dự lưu và hạng phàm nhân không tái sanh vào cảnh phước sanh thiền, xuất thà xa, cũng gọi là cõi ngũ tịnh cư. Cũng gọi là ngũ tịnh cư, trên đây là bốn cảnh giới sinh tồn. Dạ thưa, con đã đọc xong và con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh ạ. Dạ, con xin phép được xuống mic. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Siêu Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, kính chào thầy Kinh. Dạ, con xin đọc bài đã. Phù mi cõi Brahma Barisacha Brahma Purohita Maha Brahma Chatibhata Bhattamat Chà na phù mi parita pa apa mana pa afasara chà tiruti yak chà na phù mi parita supa apa mana na supa supa kinya chà ti tati yak chà na phù mi về hấp pha là asan yasata sutta wasa chà ti chatutthak chà na phù mi ti rua vachara phù mi so lasa phi viha ho ti aviha atappa sudasi sudassa Akanitha jati sutha wa sapumi panchavitha hoti. Cảnh sắc giới có 16 là: một, cảnh sơ thiền, tức phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên; hai, cảnh nhị thiền, tức thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên; ba, cảnh tam thiền, tức thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên; bốn, cảnh tứ thiền, tức quảng quả thiên, vô tưởng thiên và phước sanh thiên. Cảnh phước sanh thiên chia làm năm phần là: vô thiền phi, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, sắc cứu cánh thiên. A ca sa nhanh cha chát a nắp hù mí vinh nhà nành chà yát a nắp hù mí a kinh chành nhà yát a nắp hù mí nề quá sành nhà nà sành nhà yát a nắp hù mí chà tí a rù pa phù mí chà tu pít tha hồ tí. Cảnh vô sắc giới có bốn là: một, không vô biên xứ thiên; hai, thức vô biên xứ thiên; ba, vô sở hữu xứ thiên; bốn, phi tưởng xứ thiên. Putuchana na lap phan ti sutta wa se su sap sapatha sota panya sota panna chasakada ga mino cha pibukala ariyano palap phan ti
asanya pajapu misu misu se satha ne sulapanti ariya nariya bija idametha pumi chaktu kang. Trong mọi trường hợp, các bậc nhất lai, dự lưu và hạng phàm nhân không tái sanh vào cảnh phước sanh thiên, suthasa, cũng gọi là ngũ tịnh cư. Trên đây là bốn cảnh giới sinh tồn. Dạ, con đã đọc bài xong. Con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bích Thay gia, dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Bhumi cõi Brahmapa Visaccha Brahmabo Brahmapuro Hita Maha Brahma Jatipathamaccha Nafumi Paritta Pha Appamana Pha Afasara Jatidutiyaccha Nafumi Paritta Suha Appamana Suha Sufakinna Jatitichaccha Nafumi Vehapala Asanya Satta Suthawasa Jatichatut Chà na phù mì tí rù bà Quá chá ra phù mì sô La sa vi thà hồ tí A vi hà a tắp bà Sút đá xì Sút đá xà A ca nít thà Chà tí Sút thà hoà Sa phù mì bành chá vi thà hồ tí. Giới có 16 là: một, cảnh sơ thiền, tức phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên; hai, cảnh nhị thiền, tức thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên; ba, cảnh tam thiền, tức thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên; cảnh tứ thiền, quảng quả thiên, vô tưởng thiên và phước sanh thiên. Cảnh phước sanh thiên chia làm 5 phần là: vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, sắc cứu cánh thiên. Akasanan chai yatana phù mi Vinyananja yatana phumi Akinjanya yatana phumi Nevasanya nasanya yatana phumi jati Arupa phumi chattuppitha hoti. Cảnh vô sắc giới có 4 là: một, không vô biên xứ; hai, thức vô biên xứ; ba, vô sở hữu xứ. Dạ con đọc lại: một, không vô biên xứ thiền; hai, thức vô biên xứ thiền; ba, vô sở hữu xứ thiền; bốn, phi tưởng phi tưởng xứ thiền. Patthuchana nalappanti suthavase susappatha Sotapanna
Chasakada ga mino cha vipukala ariya no palapanti asanya và gia phụ misu se sakta ne sulapanti ariya nariya picha idamet tha phụ michatuk cần. Trong mọi trường hợp, các bậc nhất lai, dự lưu và hạng phàm nhân không tái sanh vào cảnh phước sanh thiên. Suttasa cũng gọi là ngũ tịnh cư. Trên đây là bốn cảnh giới sinh tồn. Dạ, dạ con đã đọc xong. Con cảm ơn cô Diệu Quỳnh. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin xuống bếp tà kính cảm ơn thầy kinh. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Con kính chào thầy kinh, kính chào cô Nhật Quỳnh và kính chào tất cả cô chú anh chị trong đạo tràng. Con xin phép được đọc bài ngày hôm nay. Phu mí cõi Brahma Parisat cha Brahma Purohita Maha Brahma Jati Patthamat Jana Pumi Barithapa Appamana Pa Apatsara Jati Dutiyat Jana Pumi Barithasupa Appamana Supa Supakinna Jati Tatiyat Jana Pumi. Về hấp pa la asanya satta sutta wasa jati jatutta jana pumi ti ruba wacara pumi solasa viha vitha ho ti aviha atappa sudatsi sudatsa akanitta jati sut tha wa sa phù mi phần cha quý tha hồ tí. Cảnh sắc giới có 16 là: một, cảnh sơ thiền, tức phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên; hai, cảnh nhị thiền, tức thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên; ba, cảnh tam thiền, tức thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên; bốn, cảnh tứ thiền, tức quảng quả thiên, vô tưởng thiên và phước sanh thiên. Cảnh phước sanh thiên chia làm năm phần là: vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, sắc cứu cánh thiên. Akasa nancha yatana phubi Vinyanañcayatana phumi Akinchañayatana phumi Nevasañññasañña Nasañññayatana phumi chati Arūpa phumi chatuppithahoti. Cảnh vô sắc giới có 4 là: 1, không vô biên xứ thiên; 2, thức vô biên xứ thiên; 3, vô sở hữu xứ thiên; 4, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Putuchana nalappanti sutta wa se su sapatha
Sotapanna chasaka dagamino chabipukgala ariya lopana lopalapanti asanya payapumisu se satane sulapanti ariya nariya picha idamettapumichatukkhang. Trong mọi trường hợp, các bậc Nhất Lai, Dự Lưu và hạng phàm nhân không tái sanh vào cảnh phước sanh thiên, Suttasa, cũng gọi là ngũ tịnh cư. Trên đây là bốn cảnh giới sanh tồn. Và con đã đọc bài xong. Con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Và cảm ơn đạo tràng. Con xin phép xuống mic. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ dạ Nam Mô Sang Kha, dạ con kính lễ lễ thượng tọa Trí Đức, dạ con kính lễ lễ thầy kinh, con kính lễ lễ quý cô tu nữ, dạ con xin đọc câu Bùm Mí Cõi Brahma Ba Risa Cha Brahma Puro Pita Maha Brahma Cha Tipa Tha Mat Cha Na Pu Mi Barita Barita Pa Appa Ma. Dạ. Dạ. Appa Ma Na Pa Appa Sa Ra Cha Ti Du Ti Ya Chan Na Pu Mi Barita Supa appa ma na supa supa kinya cha ti ta ti ya cha na phu mi. Dạ. Quê hấp phá là a sai nhà sát ta supa wa sa cha ti cha tu tha cha na pu mi ti su pa quá cha ra pu mi so la sa quý tha hồ ti a quý hà a tắp pa su đa su chút đát si su đát sa a ca ni tha cha Tí xuất thà hòa, xăm phù mỹ, bành chá, quý thà hồ tí. Cảnh sát giới có 16 là một cảnh sơ thiền, tức phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Cảnh nhị thiền, tức là thiểu quang thiên, vô lượng quang, quang thiên và quang âm thiên. Cảnh tam thiền, tức thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Cảnh tứ thiền, tức quảng quả thiên, vô tưởng thiên và phước sanh thiên. Cảnh phước sanh thiên chia làm năm phần là vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện thiện kiến thiên, sắc cứu chánh thiên. A ca sa nhanh chá giá ta na phù mỹ quyền nhàn nhàn trà giá tá na phù mỹ a kiền chành na giá tá na phù mỹ nề quá sành nhà nhà sành nhà giá giá tá na phù mỹ trà tí a rù bá phù mỹ chá chá tú ví thà hồ tí. Cảnh sắc giới có bốn là không, một là không vô biên xứ thiên, hai là thức vô biên xứ thiên, ba là vô sở hữu xứ thiên, bốn là phi tưởng xứ thiên. Út thú chà nà ná ná lắp bàn tí
sút thà hòa xề sú sắp bá thà sô tà bày nhà chá sát cá già gà mi nồ trà bí phúc cá là a di già nồ bá bát thà bàn tí a sành nhà già giá phù mí sú xề sát thà nề sú lá bát bàn tí a di già ná di già bí trà ì đã âm mít thà rù mì rù mí chá tú khầm. Và trong có mọi trường hợp các cái bậc nhất lai dự lưu và hạng phàm nhân không tái sanh vào cái cảnh phước sanh thiên xú tha xá cũng gọi là ngũ tịnh. Từ trên đây là có bốn cảnh giới sinh tồn. Dạ con đã đọc xong, kính mời vị ký tiếp. Dạ. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ, con Đạo Tràng đã cho niệm từ biến là âm thanh rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng. Con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Dạ, con kính chào Thầy Tinh. Dạ, kính chào Đạo Tràng. Dạ, con xin đọc bài, trả bài. Phu Mí Cõi Mabarisakcha Brahmapurohita Mahabrahma Jati Pathamakcha Nafumi Baritava Appamana Thava Avasara Jati Dutiyakcha Nafumi Barita Sutta Appama Nasutta Suvakinya Cha Titatiyak Cha Nafumi Vehavala Asanya Sutta Sutta Sawa Sutta Vasa Chà tí chát tút thắc chà na phù mì tí ru bà quá chát rát phù mì sô la sa vi thà hồ tí á vi hà á tắp bà sút tá si sút tá sa á ca nít thà chà tí sút thà và sa phù bành cha vi thà hồ tí. Cảnh sắc giới có 16 là một cảnh sơ thiền, tức phạm chúng thiên, phạm phục thiên và đại phạm thiên. Hai cảnh nhị thiền, tức thiểu quan thiên, vô lượng quan thiên và quan thiên. Ba cảnh tam thiền, tức tiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Cảnh tứ thiền, tức quảng quả thiên, vô tưởng thiên và phước sanh thiên. Cảnh phước sanh thiên chia làm 5 phần là vô phiền thiên, vô nghiệp thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, sắc cứu cánh thiên. Akasa nan cha giá táp ná phù mí vinh nhà nan cha Ya tana phù mí akin chan na ya tana phù mí ne wa san nhà na san nhà ya tana phù mí cha tí aru bát phù mí cha tức bi than hồ tí. Cảnh vô sắc giới có 4 là một thông vô biên xứ thiên, hai thức vô biên xứ thiên, ba vô sở hữu xứ thiên, bốn phi tưởng phi tưởng thiên. Bố chúc cha na
na la phan ti sutta wa se su sat su sat tha so ta ban ya cha saka da ya mi no cha bi buk ga la ariya no ba la phan ti asanya ba ya phu mi su se sat tha ne su la phan ti ariya na riya bi cha idamet tha phu mi cha tuk căn. Trong mọi trường hợp, các bậc Nhất Lai, Dự Lưu và hạng phàm nhân không tái sanh vào cảnh phước thiên, không tái sanh vào cảnh phước sanh thiên, xuất tha xa, cũng gọi là ngũ tịnh cư. Trên đây là bốn cảnh giới sinh tồn. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá. Con đã đọc xong, dạ con có sai, mong thầy sửa lại dùm con ạ. Con kính cảm ơn đạo tràng, xin dùng bích lại cho đạo tràng ạ. Nam Mô Bụt Tha giá. Nam Mô Bụt Tha dạ. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang. Vừa quang lâm vào đạo tràng, nhược bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ, nhược bình kính lễ cô tu nữ phục hạnh. Cô ơi, cô có đọc bài không? Cô cho nhược bình một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho nhược bình biết được tín hiệu. Thích Hà có đọc bài không? Nhanh tay lên mấy, nhược bình dành hết tráng chịu nha. Hà có đọc bài không? Hà ơi, dạ cô đang bận. Chích Hà có đọc bài không? Chích Hà đã mất tiêu rồi. Dạ nằm trễ miễn phải không? Rồi cho miễn, không sao hết. Không mời cái khóc nói đi vô đậu trà, không ai nói tới tên hết nên không có đọc. Còn hôm nay Chích Văn Thanh có đọc không? Có đọc bài không? Thì cho một tín hiệu nha, Nhật Quỳnh xin đọc trước ạ nha, Nhật Quỳnh xin trả bài trước ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Không khóc đâu hả, không khóc tốt nha. Phù mi cõi, râm ma bà đi sát cha râm ma bu rô hi ta, ma hà râm ma cha tí, ba tham ma cha na phù mi ba rít ta pha, ba ma na pha a pha sa ra cha ti du ti bát du ti yat cha na phù mi pa rít ta su pha ap ba ma na su pha su pha kinh na cha ti ta ti yat cha na phù mi về hấp pha la a san nha sa ta suốt tha qua sa cha ti chát tu thát cha na phù mi ti ru ba cha qua cha ra phù mi sơ ra sạc quy tha hồ ti a quy hà a tắc ba su tắc si su đát sa a can ni tha cha ti su tha qua sa phù mi bành cha quy tha hồ ti. Cảnh sắc giới có 16 là: một, cảnh sơ thiền, tức phạm chúng thiên, phạm thục phụ thiên và đại phạm thiên. Hai, cảnh nhị thiền, tức thiểu quang thiên, vô lượng lượng quang thiên và quang âm thiên. Ba, cảnh tam thiền, tức thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Bốn, cảnh tứ thiền, tức quảng quả thiên, vô tưởng thiên và phước sanh thiên. Cảnh phước sanh thiên chia làm năm phần là:
vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiển thiên, thiện kiến thiên, sắc cứu cánh thiên. Akasa nan cha yata nức phù mi, huynh nhà bành cha yata nức phù mi, akin chanh nhà yata nức phù mi, nê vá sanh nhà na sanh nhà yata nức phù mi cha tí, aru bá phù mi cha tút bít hà hồ tí. Cảnh vô sắc giới có bốn là: một, không vô biên xứ thiên; hai, thức vô biên xứ thiên; ba, vô sở hữu xứ thiên; bốn, phi tưởng xứ thiên. Vô thuốc cha nà cha lấp hoàn tích suốt thà hòa xê xuất sắp bát thà sô ta banh na banh na sô ta banh na cha sắc ca đà gà minh nô cha bị phúc ga ariya no ban lập hoàn ti asan nhà ba cha phù mít su se sát ta nề su lập hoàn ti ariya nariya bích cha ida met tha phù mít cha tức căn. Trong mọi trường hợp, các bậc Nhất Lai dự lưu hàng phạm nhân không tái sanh vào cảnh phước sanh thiên súp tha xa, cũng gọi là ngũ tịnh cư. Trên đây là bốn cảnh giới sinh tồn. Năm mô bích tha giá dạ, Nhật Quỳnh đã trả bài xong. Nếu có sai nhờ Quỳnh sửa. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, còn vị nào trả bài nữa không, cho một bàn tay ạ. Dạ, cảm ơn Quỳnh Kinh. Dạ, Quỳnh Kinh ơi, Nhật Quỳnh báo động nha Quỳnh Kinh. Dạ, hôm nay mắt của Nhật Quỳnh nó vô cùng kém luôn rồi, có chữ nhìn không thấy luôn á Quỳnh Kinh, không biết học được bao lâu nữa nha Quỳnh Kinh nha. Dạ, nhìn thấy chữ nó chả là, thành ra cố gắng dữ lắm nên không biết học được bao lâu. Hỏi khi nào mà thấy Nhật Quỳnh không vào đạo tràng nữa là không còn thấy đường nữa học rồi. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, còn vị nào trả bài nữa thì đưa bàn tay lên ạ. Một cái mới à. Tại vì Hà biết sao không? Mắt Nhật Quỳnh nó bị khô lâu rồi, mình nhìn màn hình nhiều quá cái nó bị khô, mà cứ lâu lâu vậy, nhỏ thuốc vậy mà lâu lâu cái là cứ, tại vì cứ nhìn màn hình để coi quý vị đọc tới đâu hết bài á, hồi cái nó chá vậy đó. Dạ, không sao. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ, vậy là coi như là đạo tràng không còn người trả bài nữa. Bây giờ Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời Quỳnh Kinh. Dạ, Quỳnh Kinh đăng đàn để đạo tràng được học buổi học ngày hôm nay. Và kính mời Châu Nguyễn bớt bài dùm nha, Châu Nguyễn nha. Dạ, có Châu Nguyễn bớt bài trong đạo tràng, Nhật Quỳnh đỡ khổ lắm. Nhật Quỳnh ghi bài cắt kịp. Còn không có Châu Nguyễn là Nhật Quỳnh nghe Quỳnh cái tai thì nó lãng nữa chứ. Nghe Quỳnh nhiều khi nhiều cái chữ nghe không có được, không có rõ nên không có biết rõ sao. Chờ Quỳnh đọc lỡ thì Quỳnh không có đọc lại nên rất là bị chậm. Còn nếu mà có Châu Nguyễn post lên cái chữ nào mà Nhật Quỳnh biết không kịp thì Nhật Quỳnh thấy cái chữ Châu Nguyễn post lên Nhật Quỳnh biết kịp. Nên là cảm ơn Châu Nguyễn rất là nhiều. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh Kinh ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng trong rừng, dạ, thân chào tất cả quý vị. Rồi, cô Nhật Quỳnh nhìn mà thấy mờ mờ là khá rồi đó. trẻ nó lại, bắt đầu chuẩn bị nó dòng lại, tuổi trẻ. Là sướng rồi, ha. Nhìn mà chưa kịp thấy được gì á, mà mình biết được mà chưa kịp thấy gì đó mà mình bắt được pháp chân đế, mình siêu sao ha. Mình coi Nhật Quỳnh được gì siêu sao, xa thú. Quý vị cho biết gì trước học tới cái cuối cùng của cái bài học vừa rồi là cái gì quên rồi, cuối cùng của từng rồi.
lực của Nam Quyền. À, là xong xong cái đó chưa rồi? Sao người khúc này người khúc kia vậy? Mãnh lực của Nam Quyền. À tới đó thôi hả? À tới đó. Rồi. Rồi, tên của các vị Phạm Thiên trong 16 cõi sắc giới học chưa? Chưa phải không? Tên của các vị Phạm Thiên trong 16 cõi sắc giới. Chưa ha? Rồi, giờ mình bắt đầu tiếp tục ha. Tiếp theo dẫn bài đó còn khúc nữa. Rồi, xuống dòng đánh cái hoa thị đầu dòng. Tên của các vị Phạm Thiên trong 16 cõi sắc giới. Tên của các vị Phạm Thiên trong 16 cõi sắc giới. Trong 16 cõi sắc giới. Nguyên cái tựa luôn ha. Tên của các vị Phạm Thiên trong 16 cõi sắc giới. Rồi, đúng rồi. Xuống dòng ha. Gạch đầu dòng. Ba cõi sơ thiền. Hai chấm. Ba cõi thiền. Hai chấm. Chị nghe rõ mà, alo, 1, 2, 3, 4, 5. Nghe ha, rồi. 3 cõi xuyên, 2 chấm. Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên, Đại Phạm thiên. 3 cõi xuyên thiên là Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên, Đại Phạm thiên. Đó là tên của ba cái cõi sơ thiền. À, cõi thứ nhất là Phạm Chúng Thiên, cõi thứ nhì là Phạm Phụ Thiên, cõi thứ ba là Đại Phạm Thiên. Rồi, ba cõi nhị thiền, hai chấm. Ba cõi nhị thiền, hai chấm. Thiểu Quang Thiên, Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên. Hai chấm tâm mới vô rồi. Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên. Đó là tên của ba cõi nhị thiền. Là cõi thứ nhất là Thiểu Quang Thiên, cõi thứ nhì là Vô Lượng Quang Thiên, cõi thứ ba là Quang Âm Thiên. Rồi xuống dòng ba cõi Tam Thiên. Ba cõi Tam Thiên. Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên. Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên. À, như vậy ba cõi Tam Thiền chúng ta có là Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên và Biến Tịnh Thiên. À, như vậy là chúng ta có cõi Sơ Thiền, cõi Nhị Thiền, cõi Tam Thiền. Mỗi một cái cõi như vậy được phân là ba.
à, ba cái nhỏ ha. Rồi giờ bảy cõi thiền sắc giới, cái dòng tiếp là bảy cõi tứ thiền sắc giới, bảy cõi tứ thiền sắc giới. Chẳng ha, bảy cõi tứ thiền sắc giới, cảm nhận được chưa? Bảy cõi tứ thiền sắc giới, nhào nhẹt luôn, băng não luôn. Rồi xuống dòng ha, cõi vô tưởng, cõi vô tưởng, cõi quảng quả, cõi quảng quả, năm cõi tịnh cư hai chấm, năm cõi tịnh cư hai chấm. Vô phiền, vô nhiệt, vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc cứu cánh. Vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc cứu cánh. Hiện hiện sắc gánh. Rồi như vậy là cõi tứ thiền, chúng ta có được bảy cõi tứ thiền sắc giới, có được bảy cõi tất cả. Và cõi vô tưởng là một, mà cõi quảng quả là hai, và năm cái cõi tình cư là vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc. Thì như vậy tất cả sắc giới đó, thì chúng ta có được là 16 cõi sắc giới, đó là ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền, bảy cõi tứ thiền sắc giới. Thì tổng cộng là chúng ta có được là 16 cõi sắc giới. Thì 16 cõi này có những cái tên mà chúng ta biết là tên của những cái vị phạm thiên ở trong cõi nào, thì có những cái tên như vậy ha: phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, gì vậy? Thiện kiến, thiện hiện, đâu có đúng đàng hoàng chứ, thiện thiện kiến, thiện kiến đức thiện hiện sao chứ, rõ ràng chứ. Rồi trong quyển gom lại hết thành một cái nhóm luôn ha, tên các vị trời trong 16 cõi sắc giới gom lại thành một cái khu của nó luôn ha, để chúng ta có được cái sơ đồ mình nắm được rõ ràng, cho nó chính xác. Yeah, rồi ok, rồi như vậy là 16 cõi sắc giới là chúng ta gom lại đầy đủ ha. Rồi bây giờ xuống dòng nơi xứng đáng cúng dường, nơi xứng đáng cúng dường, nơi xứng đáng cúng dường. Bảo tháp Chu Lá Ma Ni, đó cái chữ mới phát lên đó. À, chúng ta gạch dòng ghi là bảo tháp Chu Lá Ma Ni là nơi tôn trí răng nhọn bên phải và tóc của Bồ Tát cắt bỏ khi xuất gia trong cõi tam thập tam thiên. Bảo tháp Chu Lá Ma Ni là nơi tôn trí răng nhọn bên phải, răng nhọn bên phải và tóc
của Bồ Tát cắt bỏ khi xuất gia trong cõi tam thập tam thiên, tức là đau lại thiên á, tam thập tam thiên. Như vậy tức là ở cõi tam thập tam thiên hay là cõi đau lợi thiên có cái bảo tháp tên là Chu Lá Ma Ni, là cái chỗ mà tôn trí tôn thờ cái răng nhọn bên phải của Đức Phật và tóc của Bồ Tát, và cái răng bên phải và tóc của Bồ Tát khi mà Bồ Tát bị xuất gia cắt bỏ tóc thì được chư thiên đem về tôn trí tại bảo tháp Chu Lá Ma Ni tại đau lợi thiên. Thì nơi này là nơi rất là xứng đáng để mà cho chư thiên phạm thiên cúng dường này, lãnh lễ cúng dường tại cái cõi đau lợi thiên này. Đó là thứ nhất. Rồi thứ hai là bảo tháp Đút Xá. Bảo tháp Đút Xá. Dòng bảo tháp Đút Xá. Phải trang phục của Bồ Tát mang trên người, trang phục của Bồ Tát mang trên người, lúc rời kinh thành đi xuất gia, lúc rời kinh thành đi xuất gia, tôn trí tại sắc cứu cánh thiền. Tức là cái bảo tháp Đức Xá này là ở trên cõi sắc của cánh thiên là để tôn thờ cái những cái trang phục của Bồ Tát lúc mà còn mang trên người, còn mặc trên người đó, lúc thì ngày rời kinh thành đi xuất gia đó, thì những vị chư thiên ta đem của những cái trang phục này về cõi sắc của cánh thiên để mà tôn thờ trong cái bảo tháp Đức Xá. Thì như vậy đây là hai nơi trên cõi trời mà xứng đáng được lãnh lễ cúng dường ha, và nơi bảo tháp Chùa Lá Ma Ni và bảo tháp Đức Xá là hai chỗ. Rồi chúng ta ghi cái này để chúng ta có những cái tư liệu ha. Rồi xuống dòng thiên sản hai chấm. Thiên sản. Dòng cách dòng. Trong sáu cõi trời dục giới. Trong sáu cõi trời dục giới phải mỗi cõi có thiên sản khác nhau như hai chấm, mỗi cõi có thiên sản khác nhau như hai chấm. Thiên cung phải vườn hoa phải ao hồ, ao hồ phải cây phát sanh tịnh thực, cây phát sanh tịnh thực cùng các vật khác phải, cây phát sanh tịnh thực cùng các vật khác phải, phải mỗi cõi có khác nhau, mỗi cõi có khác nhau. Thì như vậy trong sáu cõi trời dục giới, mỗi cái cõi có cái thiên sản khác nhau, thiên cung cũng khác, vườn hoa ao hồ cây phát sanh tịnh thực
cùng nhiều thứ bậc khác ha. Mỗi cõi nó có những sự khác biệt nhau, nhưng mà nó cũng có đầy đủ tất cả những cái này ha. Đây, những cái thiên cung, vườn hoa, ao hồ, ngọc ngà, lung liêu, vân vân đủ thứ ha. Thì tất cả đều phát sanh do phước của những vị chư thiên là phát sanh là cái này. Rồi xuống dòng. Được chưa? Gì chắc kịp chưa? Alo. Rồi ha. Rồi, tôi dòng tiếp. Trong cõi Phạm Thiên, nãy là cõi dục giới, giờ trong cõi Phạm Thiên cũng có như cõi dục. Trong cõi Phạm Thiên cũng có như cõi dục, nhưng có sự khác nhau là hai chấm. Trong cõi Phạm Thiên cũng có như cõi dục, nhưng có sự khác nhau là hai chấm. Không có cây phát sanh tịnh thực. Không có cây phát sanh tịnh thực. Không có cây phát sanh tịnh thực. Và các thiên cung, vườn hoa, ao hồ vân vân. Và các thiên cung, vườn hoa, ao hồ, vân 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 ha. Đều thù thắng hơn dục giới thiên. Đều thù thắng hơn dục giới thiên. Tức là trong cõi Phạm Thiên, cõi trời Phạm Thiên, Phạm Thiên sắc giới đó, thì cũng có những cái cõi, cũng có như ở cõi dục ha, cũng có như cõi cõi trời dục giới. Nhưng mà nó khác là ở cõi trời dục giới thì có cây phát sanh tịnh thực. Muốn có những cây phát sanh những cái tịnh thực để cho thiên dục. Nhưng mà cõi Phạm Thiên sắc giới thì không có. Và thiên cung, vườn, hoa, ao, hồ, mọi thứ vật trên đó thì đều thù thắng hơn là cõi dục giới thiên. Điều tốt đẹp sáng chói hơn là cõi dục giới thiên. Vì vậy cõi Phạm Thiên là cao hơn, có những cái đặc biệt hơn, sáng chói hơn là trong cõi Phạm Thiên. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng cái. Phạm Thiên có sự quan hỷ với thiên cung và vườn hoa của mình. Phạm Thiên có sự hoan hỷ với thiên cung và vườn hoa của mình. Phải. Nhưng tham dục truyền cái không có. Phải. Nhưng tham dục truyền cái không có. Phải. Nhưng tham dục truyền cái không có. Phải nghe. Vì khi còn là nhân loại đã tu tập pháp ly tham dục. Vì khi còn là nhân loại đã tu tập pháp ly tham dục. Chấm. Ở đây là nhấn mạnh cho chúng ta biết là những vị Phạm Thiên thì cũng có cái sự quan hỷ, có khởi cái sự quan hỷ với là những cái thiên cung của mình, những vườn hoa hay là những ao hồ vân 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 của mình, quan hỷ đó. Nhưng mà những vị ấy không có cái sự tham bám lắm, không có những cái sự mà bám díu vào những cái cảnh giới đó, không có tham dục truyền cái. Vì lúc mà là những người mà tu để mà thành tựu Phạm Thiên nó sanh về những cõi này đó, thì những vị này đã tu tập, đã ly dục, ly ác bất biện pháp và ly tham dục. Khi mà họ có những cái pháp căn bản rồi thì họ không còn bị dính mắc trong những cái cảnh vườn hoa cây cỏ thiên cung vân vân, có sự đặc biệt hơn.
những cõi dục giới ha. Rồi, đó là cái thứ tiếp theo. Rồi xuống dòng, gần tạo dòng. Phạm Thiên không hiện bài nam tướng hay nữ tướng. Phạm Thiên không hiện bài nam tướng hay nữ tướng. Nhưng sắc tướng thì giống như nam nhân. Tức là những vị Phạm Thiên có được cái phước báo sanh lên làm Phạm Thiên thì những vị này không có có hiện bài ra cái nam tướng hay nữ tướng, không có nam nữ ở đây, do sự tu tập của họ là họ không có bị dính vào trong vấn đề này. Và nhưng mà cái tướng của họ thì như là một nam nhân, một thanh niên trẻ như Phạm Thiên, đặc biệt là cái chỗ đó, đó là cái sự tu tập của họ như vậy. Rồi xuống dòng, đời sống của vị Phạm Thiên đời sống của vị Phạm Thiên vị có tu tiến tứ phạm trú, vị có tu tiến bốn phạm trú, vị tu tiến bốn phạm trú từ bi hỷ xã, vị có tu tiến tứ phạm trú từ bi hỷ xã. Vì có tu tiến tứ phạm trú từ bi hỷ xã, thường nhập định tứ vô lượng tâm, thường nhập định tứ vô lượng tâm. Rồi sẽ dòng ha. Các bậc thánh Phạm Thiên tức là riêng các bậc thánh Phạm Thiên, chữ riêng đầu cho nó rõ ràng ha. Riêng các bậc thánh Phạm Thiên thì nhập thiền quả. Thì đó là nói về đời sống của những vị Phạm Thiên, mà những vị mà có tu về từ bi xã thì những vị nó sanh lên Phạm Thiên thì họ thường xuyên họ nhập vào tứ vô lượng tâm, họ không có sống đời sống họ buông lung như chúng ta, họ luôn luôn là thường an trú vào những cái pháp họ đã có được. Còn riêng những bậc thánh mà về Phạm Thiên sơ quả, nhị quả, tam quả, họ nhập vô thiền quả, họ sống trên đời sống đó. Do như vậy đời sống của nhiều Phạm Thiên rất là an lạc, rất hạnh phúc đó. Rồi đó là vấn đề chúng ta thấy là những vị Phạm Thiên sắc giới có như vậy. Như câu chuyện mà chúng ta biết là Phạm Thiên Sambhati, câu chuyện mà Phạm Thiên Sambhati thì khi mà cho biết đức lão sư của mình á, khi lúc mà ngài đắc được vô thượng chánh giác thì khi ngài đắc thì có vị Phạm Thiên mà chúng ta hay nghe nói, có vị Phạm Thiên Sambhati từ cõi Phạm Thiên xuống thỉnh ngài để ngài thuyết pháp độ chúng sanh đó. Thì lúc mà Đức Phật khởi ý là không biết có độ chúng sanh được hay không đó, thì lúc đó, đó thì Phạm Thiên Sambhati này xuống mới thỉnh Đức Phật, thì người ta mới đưa ra cái vấn đề hỏi đại Phạm Thiên Sambhati này ở đâu. Thì được biết cho biết rằng đại Phạm Thiên Sambhati này ở tầng trời thứ ba ở cõi sơ thiền, tức là cõi sơ thiền mà cõi đại Phạm Thiên á, cõi thứ ba là thuộc về đại Phạm Thiên. Thì vị Sambhati này từ trên cõi xuống để mà thỉnh Đức Phật đi truyền bá giáo pháp cho chúng sanh. Thì cái trong cái chuyện mà cho biết vào thời giáo pháp của Phật Kassapa đó, trong thời Đức Phật của Kassapa thì vị Phạm Thiên Sambhati này nè, và Đức Phật mình bây giờ đó, thì lúc đó là hai một vị tỳ khưu.
À, là hai vị thì cứu bạn, à, hai vị này tu chung với nhau, à, thì hai vị này tu mặc dù là tôi tỳ khưu bạn rất là thân nhau, nhưng mà khi mà tu chung nhau thì mỗi người một chí hướng. À, vị Samvati này chuyên về pháp học, ê, chuyên về pháp hành, à, còn vị Bồ Tát thì chuyên về pháp học. À, cho nên vị Samvati này, vị tu pháp tỳ khưu, tu pháp hành này là tu đạt với một chứng đạt sơ thiền một cách thuần thục, à, tu tiến chứng đạt sơ thiền một cách vững chắc, nhập sức rất là chính xác. À, thì do chính vị tu thiền đạt tới mức độ cao, thì khi mà vị này sanh về, à, chết mệnh chung sanh được về cõi trời sơ thiền, à, và sanh về sơ thiền là đại phạm thiên, làm đại phạm thiên chứ không có phạm chúng thiên hay phạm phụ thiên, à, mà vị này được sanh về làm vị đại phạm thiên, thì từ khi sanh về đại phạm thiên này có được tên là Samvati, à, đó là lý do mà có vị Samvati đó, à, là cũng là bạn với Bồ Tát. Thì còn Bồ Tát là lúc đó thì chuyên về pháp học, à, Bồ Tát mình vị tỳ khưu mà bạn với hai ông tu chung nha đó, thì vị tỳ khưu đó một ông thì pháp hành, một ông thì pháp học. À, thì ông pháp học thì sau khi mệnh chung sẽ có dục giới thiên, à, sanh về khỏi dục giới thiên trở thành sau này sanh về đó là khỏi trời, được gọi là gọi trời đấu xuất á, thì sau này sanh xuống là trở thành vị chánh đẳng chánh giác mà chúng ta được tôn thờ ngày nay, được học được giáo pháp của ngài. Thì như vậy là hai vị này có cái duyên với nợ nhau từ đời thời Đức Phật Cách Xá Bá rồi, chứ không phải là không có. À, cho nên có cái sự kiện mà lúc Đức Phật thành đạo thì ngài Sa Bá Tý là đại phạm thiên xuống thỉnh Đức Phật để đi truyền bá giáo pháp, là có cái tích truyền được, chúng ta biết là như vậy ha. À, mình biết sơ sơ về vấn đề này, đó là lý do tại sao có như vậy. À, như vậy là chúng ta đã dứt cái phần mà cõi sắc giới, à, tới đây là chúng ta chấm giới. À, bây giờ chúng ta bước vào cõi vô sắc, cõi vô sắc Aru Bá Phù Mí, cõi vô sắc Aru Bá Phù Mí. Mất tiêu rồi. Hello, có nghe không? Hello. Nghe rồi, cô thư ký chạy đâu mất rồi. Cõi vô sắc Aru Bá Phù Mí. Cái bi chữ này nhỏ lẹ. Rồi, đúng hả? Cõi vô sắc Aru Bá Phù Mí. Rồi. Thì bắt đầu chúng ta bước vào cõi vô sắc, tức là nãy cõi nãy mình chúng ta học đó, là 16 cõi sắc giới. À, rồi giờ chúng ta tiến lên một cõi cao hơn nữa là cõi vô sắc. Thì như vậy chúng ta có ba cái cõi, tức là cõi gì, dục giới, là cõi có liên hệ đến những cái dục ha, rồi cõi sắc giới liên hệ đến là thiền về sắc, và cao hơn nữa là cõi vô sắc, và tối cùng của cõi ha, là tới cõi vô sắc là hết rồi, chứ không lẽ còn gì nữa. Cái đây là hết ha, hết vô sắc hết rồi, chấm dứt. Thì bây giờ cõi vô sắc này nè, rồi cho chúng ta biết là có bốn cõi, à, xuống dòng có bốn cõi, hai chấm, có bốn cõi, cái gì đọc không được không vậy? Hello. Đọc được ha, ok, good. Rồi giờ cô thư ký đưa xuống từng cái một ha. À, một là Akasa Nancha Yatanat Saphu Mí bằng Akasa Nancha Yatanat Phù Mí, à, tức là cõi của thiền không vô biên, gọi là cõi không vô biên xứ. À, số 1 là vậy đó.
a ca sa lan cha giá ta nát sa phù mí, nó có thèm chỉ nát sa phù mí bằng a ca sa lan cha giá ta nát phù mí. Cõi của thiền không vô biên, không vô biên, cõi của thiền không vô biên gọi là cõi không vô biên xứ. Số 1. Số 2. Vinya nan cha yatanassa phù mi bằng vinya nan cha yatanassa phù mi. Cõi của thiền thức vô biên gọi là cõi thức vô biên xứ. Được chưa? Rồi, số 3. A kin chan nya yatanassa phù mi bằng a kin chan nya yatanassa phù mi. Cõi của thiền vô sở hữu gọi là cõi vô sở hữu xứ. Số 4. Nê quá sanh nha na sanh nha giá ta nát sa phù mi bằng nê quá sanh nha na sanh nha giá ta nát phù mi. Cõi của thiền phi tưởng phi phi tưởng gọi là cõi. Rồi cõi nha, sửa thêm chữ y vô mới mất chi rồi. Gọi là cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Là cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Rồi như vậy là cho chúng ta biết có bốn cõi trên cõi vô sắc, phần phải bốn cõi theo thiền, theo từng bậc thiền. Tức là nếu mà tu tập thiền về thiền không vô biên thì sẽ có cõi gọi là cõi không vô biên. Nếu mà tu thiền về thức vô biên sẽ có cõi là thức vô biên. Nếu tu thiền về vô sở hữu thì có cõi vô sở hữu. Mà tu thiền về phi tưởng phi tưởng thì có cõi phi tưởng phi tưởng. Như vậy chúng ta có được bốn cõi thuộc về vô sắc giới. Rồi xuống dòng cõi vô sắc Arupa phù mi hai chấm. Cõi vô sắc Arupa phù mi. Là một nơi, xuống dòng là một nơi mà hoàn toàn không có sắc. Không có sắc, phải vật chất hay bất kỳ dạng hình thể nào. Là một nơi hoàn toàn không có sắc, vật chất hay bất kỳ dạng hình thể nào. Tức là cõi vô sắc là một cái chỗ, một cái nơi, một cái trú xứ mà hoàn toàn không có những cái gì liên hệ đến vật chất. Là không có sắc pháp, không có vật chất, không có đất nước lửa gió, không có sắc bất ly, không có sắc y đại sinh, bất kỳ cái nào thuộc bất kỳ nào thì là một nơi được gọi là cõi vô sắc. Cho chúng ta biết sắc bất minh vào rõ ràng ha. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng, cõi chỉ có tứ danh quẩn, cõi chỉ có tứ danh quẩn, không có sắc quẩn, cõi chỉ có tứ danh quẩn, không có sắc quẩn. Cõi chỉ có tứ danh quẩn, không có sắc quẩn. Tức là đây muốn nói cho nhấn mạnh cho chúng ta biết cái cõi này đó, trên cõi này đó, chỉ có danh quẩn thôi, tức là chỉ có tâm và tâm sở. Tức là không có sắc quẩn, tức là cõi này không có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, không có những cái căn đó, cũng như sắc cái vật không có luôn, hoàn toàn không có những cái gì liên hệ về sắc quẩn, mà chỉ có tứ danh quẩn, tức là thọ, tưởng, hành và thức quẩn, tức là chỉ có bốn danh quẩn đó là thôi. Do vậy những vị này sống được đó là sống bằng tâm, tức là tâm gì đó, đó là sống, mình cũng không hiểu nổi cái cách sống cái này như thế nào là do tu tập thiền đó là, mà tâm không cần phải có trú xứ, tâm không cần phải nương bất kỳ một vật gì, cho nên cõi vô sắc mà chỉ có bốn danh quẩn, đây là vấn đề đặc biệt chúng ta cần phải để ý ha. Rồi xuống dòng danh quẩn sanh diệt, danh quẩn sanh diệt theo vô gián duyên, danh quẩn sanh diệt theo vô gián duyên. Từ tâm tục sinh cho đến khi tử,
từ tâm tục sinh cho đến khi tử. Tức là đây nói về danh quẩn, tức là thọ tưởng hành thức, bốn cái danh quẩn này, tứ danh quẩn đó. Thọ tưởng hành thức tức là hai tâm và tâm sở đó. Thì cái này khi mà tâm sở nó sanh lên đó, thì nó sanh diệt liên tục theo cách vô gián duyên, tức là không có một cái sự gián đoạn nào khác. Tức là vô gián duyên có nghĩa là sát na tâm này sanh lên vừa diệt xuống khác, sát na tâm cách sanh liền liên tục không có kẻ hở đó. Tức là không có một cái khoảng trống, cái này là liên tục thì được gọi là vô gián. Thì như vậy danh quẩn sanh diệt theo cách phương của nó, phương cách đó là theo vô gián duyên. Chúng ta học thêm được một cái pháp nữa gọi là vô gián duyên, tức là không có bị trở ngại, không có bị cách khoảng, là vô gián, là liên tục, được gọi là sanh diệt theo vô gián duyên. Từ tâm tục sinh, tức là từ khi tâm người nó tục sinh lên cõi vô sắc giới đó. Cái sắc na tâm tục sinh đầu tiên, sanh lên tục sinh xong là liên tục, sanh liên tục không ngừng nghỉ, không có gián đoạn, liên tục cho đến khi tử. Thì như vậy danh quẩn này được gọi là tục sinh theo kiểu vô gián duyên, tức là không có cần phải có sắc y vật để mà nương, tự nó nương, tự nó sanh diệt, tự nó liên tục tồn tại cho đến khi hết tuổi thọ. Đó là cái vấn đề chúng ta cần biết ha. Cái dòng gạch đầu dòng, có tà kiến cho rằng hai chấm, có tà kiến cho rằng hai chấm. Vị phạm thiên vô sắc, tuy không có sắc. Vị phạm thiên vô sắc, tuy không có sắc. Nhưng trong cõi ấy cũng có thiên cung. Nhưng trong cõi ấy cũng có thiên cung, vườn tược, ao hồ, cây cảnh, vân vân vân, như cõi trời sắc giới. Nhưng trong cõi ấy cũng có thiên cung, vườn tược, ao hồ, cây cảnh, vân vân vân, như cõi trời sắc giới. Đây là có một nhóm ngoại đạo tà kiến, nó cho rằng những vị phạm thiên cõi vô sắc rồi đó. Mặc dầu những vị đó tu tập sanh lên cõi vô sắc là không có sắc pháp, sống bằng tâm, nhưng mà trong cái cõi mà người ở đó, ông mấy vị đó cho rằng cõi vô sắc này vẫn có thiên cung, vẫn có vườn tược, ao hồ, cái cảnh vân như cõi trời sắc giới. Họ cho rằng là vậy, họ chấp thủ là như vậy, họ tuyên bố là cái giáo pháp này. Và như vậy là họ đã bị rơi vào trong tà kiến, bởi vì vô sắc thì không có sắc, mà không có sắc thì làm gì có thiên cung, ao hồ, cây cảnh. Và những vị này không có sắc pháp thì có nó để làm chi, nó không có tương xứng, không có make sense được cho nên đó là cái vấn đề sai lầm chúng ta cần phải biết. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng, phạm thiên vô sắc sanh lên do mãnh lực thiền ly tham. Phạm thiên vô sắc sanh lên do mãnh lực thiền ly tham, nhàm chán trong sắc. Phạm thiên vô sắc sanh lên do mãnh lực thiền ly tham, nhàm chán trong sắc, nên không hoan hỷ trong sắc. Nên không hoan hỷ trong sắc. Cái chữ đưa lên nè, quý ra các phà quá nè,
tu tiến quy ga ra pha và na là tu tiến ly tham, tức là phạm thiên vô sắc. Những vị phạm thiên sẽ sanh lên làm phạm thiên vô sắc là do cái sự tu tập của họ, do cái mãnh lực, do cái năng lực tu thiệt. Ly tham nhàm chán trong sắc pháp, chính vì do sự nhàm chán trong sắc pháp nên những vị đó không có quan hỷ trong sắc pháp, không có quan hỷ trong sắc pháp thì họ được sanh về cõi phạm thiên vô sắc, được gọi là tu tiến ly tham. Quý ra gá phá quả, quý ra gá pha quá na, tu tiến như vậy. Rồi, chết kịp chưa? Alo. Chơi quý vị. Rồi ha, nhớ xong ha. Rồi. Rồi, tiếp theo là trú xứ. Hai chấm. Trú xứ. Hai chấm. Câu Pali đó như vậy ha. Aruba Brahmanang Avacara Phumi, có nghĩa là Aruba Vacara Phumi, cõi lui tới của phạm thiên vô sắc, gọi là cõi vô sắc. À, là từ cái câu Pali cho tôi biết là cõi mà lui tới, đi tới đi lui sự của phạm thiên vô sắc, các bạn gọi là cõi vô sắc. Đồng chưa? Thấy thấy rõ không quý vị? Rồi xuống dòng 1. Đẳng vô gián duyên cũng nói đó, lặp lại thôi, nhấn mạnh đây đẳng vô gián duyên. Giống hệt như gì khác. Chưa xong không? Rồi xuống dòng. Cô Nhật Quỳnh chép kịp chưa? Có sắp dép chạy theo cô Kim Nhung không? Sắp dép chạy. Rồi, một cõi không vô biên xứ. Akasa Nancha Yatana Phumi. Cõi không vô biên xứ. Cõi không vô biên xứ. Akasa Nancha Yatana Phumi. Hai chấm. Dòng. Thành tựu thiền với đối tượng không vô biên, nhấn mạnh chỉ không vô biên ha. Thành tựu thiền với đối tượng không vô biên, sau khi thân hoại mệnh chung được sanh về cõi này. Cô Kim Dung là cô giáo à? Cô giáo. Vậy mai mốt mời cô giáo lên dạy phụ. Sau khi thân hoại mệnh chung được sanh về cõi này. Rồi, gom chung lại. Thành tựu thiền với đối tượng không vô biên, sau khi thân hoại mệnh chung được sanh về cõi này. Tức là ở đây những vị nào mà tu thiền về một không vô biên, tức là mình tu một đề mục là hư không vô cùng tận đó, là không vô biên,
Khi mình tu tập như vậy, khi mà thành tựu được cái thiền không vô biên, không tới tới giờ phút mà lâm chung cận tử mà không bị hoại thiền á, thì sau khi thân hoại mệnh chung chết thì được sanh về cõi không vô vị xứ Akasanan cho giáo pháp lắc phù miết, đúng chưa? Là đó, thì bây giờ quý vị mà muốn mình được sanh về cõi này thì vừa khó mỗi tối nhắm mắt lại niệm Akasanya cha giáo pháp lắc phù miết hay là không vô biên, không vô biên. Niệm thời gian cái chết cái sanh thì cõi này phải về. Nói vậy đừng bắt chước. Nói vậy đừng bắt chước. Đó, tôi có một cái bà đó cũng vui, học với cái phần niệm về casina, tu sắc giới, đắc thiền sắc giới, sanh về cõi phạm thiền sắc giới. Bà nghe bà khoái quá, bà đòi chỉ bà làm cái casina là mỗi tối bà luyện. Bà làm như là dễ ăn luôn. Chết chỗ này hả? Chết chỗ này nếu mà không có tu tập tiếp thì sanh xuống là có người, sanh xuống là người lại, sanh người sanh thì có dục giới, rồi sanh gần người là người có dục giới, và nếu mà không tu tốt nữa thì đi xuống nữa, đi xuống từ xuống bỏ tiếp vậy thôi, vòng vòng luân hồi cứ vòng do bạn lên xuống vòng vòng. À, thì như vậy là gọi không vô biên xứ là như vậy ha. Là khi chúng ta tu tập về không vô biên thì mình sẽ được sanh về chỗ này. Mà muốn tu tập chứng đắc được không vô biên xứ là chúng ta phải đắc được thiền sắc giới trước rồi mới lên tới đây được nha quý vị. Đúng luật, đúng quy trình là theo tuần tự pháp á. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền rồi mới qua là không vô biên xứ. Chứ không phải nhảy vô ngay là không vô biên xứ được. À, đừng bắt chước vậy, niệm công công riết ra đường cầm cái nón đi vòng vòng. Rồi cô giáo Kim Dung cầm dép đi nó là chết nữa hả? À, cô giáo cầm dép đi vòng miệng cứ đọc không vô biên, không vô biên. Rồi cứ dòng tục sinh hai chấm, tục sinh hai chấm, tục sinh hai chấm. Rồi, theo quý vị tục sinh về cõi không vô biên xứ này là tục sinh bằng tâm gì đây? Tục sinh bằng tâm gì đây? Hello. Tâm quả không vô biên xứ, xà thủ chính xác. À, ghi vô tục sinh là tâm quả không vô biên xứ. Rồi dòng số 2, cõi thức vô biên xứ. Quỳnh nha nanh cha giáo pháp lá phù mỹ, cõi thức vô biên xứ. Xứ dòng chứng thiền thức vô xứ, mệnh chung sinh về cõi này. Chứng thiền thức vô biên xứ, mệnh chung sinh về cõi này. À, tức là những ai tu thiền về thức vô biên xứ thành tựu được tới giờ phút cuối cùng thì mệnh chung được sanh từ cái này, tức là vị đó tu thiền mà thức hoài tới khi chết thì kêu là thức vô biên xứ.
Đúng không quý vị? Tôi mà thích hoài cho tới khi chết đó, thì chứng đắc thích chưa biên xứ, đúng không? Cười. Mà thích không ngủ, thích thích vô biên mà thấy không ngủ, vậy là biết ha, là cũng giỏi xa thú thích được thiền thích quyền xứ. Rồi đó là lại một thích quyền xứ ha. Thì khi mà vị này thành tựu được sanh về cõi này, rồi xuống dòng tục sinh hai chấm tâm quả thích vô biên xứ, tâm quả thích vô biên xứ. Rồi à, và khi mà những vị mà tu đắc được thiền thức quyền xứ với niệm hạnh chung thì tử cho được cái tâm quả tục sinh lại tâm quả thức quyền xứ, sanh về cõi thức quyền xứ. Rồi số 3, cõi vô sở hữu xứ kinh cha giáp tá phù mỹ, cõi vô sở hữu xứ. Chứng thiền vô sở hữu xứ, mệnh chung sanh về cõi này. Chứng thiền vô sở hữu xứ, mệnh chung sanh về cõi này. Vì nào tu đề mục vô sở hữu xứ khi mà đến giờ phút cuối cùng chưa không bị hoại thiền thì mệnh chung được sanh về cõi vô sở hữu xứ. Rồi xuống dòng tục sinh và tâm quả vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ. Rồi, đó là thiền thứ 3. Rồi, số 4, cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nê quá sanh nha na sanh nha yá ta ná phù mít. Cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Rồi, chứng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ, sanh về cõi này. Rồi, dòng tục sinh, tâm quả phi tưởng xứ. Rồi, tức là vị nào tu về phi tưởng xứ, thành tựu sau khi đến giờ phút lâm chung, tử, khi tử xong là tục sinh lại bằng tâm quả tục sinh, là phi tưởng xứ. À, như vậy chúng ta có được bốn cõi, cõi không vô biên xứ, thành tựu do tu thiền không vô biên xứ, tục sinh bằng tâm quả không vô biên xứ, thức vô biên xứ do tu thiền về thức vô biên xứ, thành tựu thức vô biên xứ là tục sinh bằng tâm quả thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ thì cũng vậy, tu về đề mục vô sở hữu xứ, rồi sau khi mệnh chung tử sanh về tục sinh về cõi vô sở hữu xứ bằng tâm quả vô sở hữu xứ. Rồi phi tưởng xứ thì cũng do tu thiền về đề mục phi tưởng mệnh chung sanh về cõi phi tưởng xứ bằng tục sinh bằng tâm quả phi tưởng xứ. Đó là bốn cái cảnh giới thuộc về vô sắc giới.
Rồi xuống dòng tuổi thọ 2 chấm. Tuổi thọ 2 chấm. Không vô biên xứ. Không vô biên xứ 2 chấm. 20.000 kiếp trái đất. Không vô biên xứ là 20.000 kiếp trái đất. Rồi, xuống dòng thức vô biên xứ. 40.000 kiếp trái đất. Vô sở hữu xứ 60.000 kiếp trái đất. Vô sở hữu xứ 60.000 kiếp trái đất. Phi tưởng phi phi tưởng xứ 84.000 kiếp trái đất. Kiếp trái đất. Rồi, đó là nói về tuổi thọ của những vị sống trên bốn cái cõi này ha. Tôi nghĩ là lâu lâu khủng khiếp. Rồi xuống dòng khoảng cách tính từ cõi người. Khoảng cách tính từ cõi người hay chấm. Khoảng cách tính từ cõi người hay chấm. Rồi xuống dòng là tạo dòng đến địa ngục vô gián hai chấm. Đến địa ngục vô gián hai chấm. 120.000 do tuần. Đến địa ngục vô gián 120.000 do tuần. Rồi, xuống dòng. Đến cõi tha hóa tự tại. Hai chấm. 252.000 do tuần. Đến cõi tha hóa tự tại 252.000 do tuần. Đến cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đến cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ 71.856.000 do tuần. 71.856.000 do tuần. Dòng. Như vậy hai chấm. Như vậy hai chấm. Địa ngục vô gián cách cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ là. Địa ngục vô gián cách cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ là hai chấm.
71.976.000 do tuần. 71.976.000 do tuần. Địa ngục vô gián cách cõi phi tưởng xứ là 71.976.000 do tuần. Rồi, như vậy cho chúng ta biết thêm cái vấn đề mà giống như là không gian hay vũ trụ ha. Khoảng cách từ tính từ cõi người mình đến địa ngục vô gián là 120.000, từ cõi người đến cõi tha hóa tự tại là 252.000 do tuần, từ cõi người đến cõi phi tưởng tưởng xứ là 71.856.000 do tuần, và như vậy từ cõi địa ngục cho tới cõi phi tưởng tưởng xứ là 71.976.000 do tuần, mà tính theo khoảng cách cho chúng ta biết vậy, như vậy không. Rồi, như vậy là hôm nay chúng ta đã học dứt điểm xong phổi, tức là học luôn phần khỏi vô sắc, và dục giới, là sắc giới, vô sắc giới, chúng ta đã học hoàn toàn đầy đủ về phần cõi. Như vậy là hôm nay là chúng ta vừa đúng lúc, đúng giờ chúng ta đã dứt điểm được, đi tham quan được lên tới bốn cõi vô sắc một cách dễ dàng ha, thành tựu cách dễ dàng. Rồi. Do cái phước báo hôm nay, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được tâm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng điều nhau cả thầy. Dạ, là một tà giác, một tâm giác, một sắc đẹp.